Ngọc Thơ, Thời báo chấm Đề kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công an Việt Nam dũng cảm như thế nào. Ngày 19 tháng 6, báo Đất Việt có bài Bị bắn trên giường thành khủng bố, xa chân xuống hố hóa anh hùng của tác giả Hoàng Dũng. Theo tác giả, ai theo dõi vụ Bộ Công an dùng 3.000 quân vũ trang tận răng nửa đêm tấn công vào làng Đồng Tâm đều biết câu đối này nó mô tả chua chát thực trạng khi một đám khủng bố có quyền lực thì chúng có thể trơ trẽn đổi trắng thay đen như thế nào theo đó một ông cụ già đang ngủ trên giường thì bị bắn chết nhưng lại bị gọi là khủng bố còn những kẻ vũ trang tận răng nhưng nghiệp vụ kém cỏi có bị rơi xuống hố sâu tử nạn thì sau đó lại được trao huân chương chiến công như những anh hùng thời đại hình ảnh bài trên báo đất việt Tương tự tác giả so sánh trong vụ cư quyên ở Đắk Lắk, năm công an bị bất ngờ tấn công và bị tiêu diệt lại được trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm. Theo hướng dẫn thực hiện khen thưởng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản, thì huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm là để tặng cho cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, dũng cảm bảo vệ cứu người tài sản của nhân dân của nhà nước trong những tình huống cấp bách. Tác giả đặt câu hỏi vậy hành động của năm công an trong vụ cư quyền đêm đó là gì? Và tác giả trích dẫn một bài viết của báo Lề Đảng. Vừa đến sân trụ sở chung khu vực với ủy ban xã Eakthua, thượng úy Bớp thấy một nhóm người chạy lại nên hạ kính xe hỏi có chuyện gì. Tôi chưa dứt câu thì bị một người đâm chém liên tiếp, bóp kể. Những người khác hét lớn, giết nó đi, ném nhiều bơm xăng vào trong xe hơi, bóp nhảy sang ghế phụ, đạp cửa xe, ôm vết thương ở bụng chạy về phía sau trụ sở. Camera an ninh tại đây ghi nhận, lửa bùng lên trong xe, bóp lao ra với hai ống quần bốc cháy. Thượng úy bóp ôm chặt vết thương cho đỡ mất máu, chạy vào vườn cà phê gần đó rồi dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Trước khi anh ngất liệm, xung quanh là tiếng la hét, chân người chạy dồn dập. Khi tỉnh lại tôi nghe thấy tiếng mấy anh em ở xã nên cố gắng kêu cứu. Bớp kể, anh được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên lúc gần 3 giờ sáng trong tình trạng bị hai vết đâm chém ở bụng mất nhiều máu, bỏng hai chân. Hình ảnh đoàn thanh niên cộng sản tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho công an vụ cư quyền. Tác giả nhận xét, bóp bỏ chạy thục mạng may mắn thoát chết và được nhận huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm còn một số cán bộ công an khác thì không may mắn được như bóp và tác giả tiếp tục mỉa mai còn đảng nhưng không còn mình ở nơi xa ấy nhớ phù hộ cho vợ con và bạn trai mới của vợ mỗi khi anh ấy uống ngụm bia từ những đồng tiền mà các anh đã kiếm được từ núi rừng tây nguyên kia chắc chắn sẽ nhớ đến sự hy sinh của các anh cứ ngã xuống thoải mái miễn là đảng còn Giấy A4, Huy Hiệu, Huân Chương thì đảng không thiếu, tác giả mỉa mai kết luận. Quả thực, nếu ai từng theo dõi những cuộc biểu tình chống Formosa năm 2016 thì có lẽ cũng nhìn thấy cảnh những người công an vứt khiên giáp, dùi cui, bỏ chạy thuộc mạng khi tình thế bất lợi cho họ. Những nhà hoạt động kinh nghiệm đều biết, công an không bao giờ dám tiếp cận đối tượng nếu họ chỉ có một hay hai người, cho dù đó là những nhà hoạt động ôn hòa, không vũ trang, không biết võ. Công an chỉ giỏi xông ra trấn áp khi lực lượng của họ đủ đông, đủ để lấy thịt đè người. Cho nên việc trao huy hiệu huân chương cho họ quả là điều quá nực cười, thậm chí là nhục nhã cho chế độ. Cũng chỉ vì công an là lực lượng bảo vệ đảng đàn áp dân, nên khi người dân tức nước vỡ bờ, thì đối tượng đầu tiên mà nhân dân nhắm đến cũng chính là họ. Như vậy khi quyết tâm đi theo đảng không biết họ có bảo vệ được đảng trong bao lâu nữa, nhưng nhiều khả năng Họ sẽ phải bỏ đi sinh mạng của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin Công an Việt Nam dũng cảm như thế nào. Ngày 17 tháng 6, trang tiếng Dân có bài Con cháu của anh hùng nấp không nấp nữa của tác giả BM Chrome. Theo tác giả cho rằng, trong đất nước Việt Nam có một vùng lãnh thổ vô cùng đặc biệt là Tây Nguyên. Đây là nơi mà những người thượng đã định cư hàng ngàn năm như người da đỏ Indian định cư ở châu Mỹ. Hình ảnh bài trên trang tiếng dân. Người thượng ở Tây Nguyên bao gồm nhiều sắc tộc thiểu số khác nhau như người Zarai, Ede, Relai, Churu, Bana, Sedan, vân vân. Và một thực tế không thể chối cãi là những người dân tộc thiểu số hoàn toàn khác biệt so với người Kinh, tức người Việt về mọi mặt như ngôn ngữ, truyền thống tôn giáo, luật lệ, y phục, văn hóa, tính cách và lối sống tương tự như những thổ dân da đỏ ở châu Mỹ, hoàn toàn khác biệt với người da trắng từ châu Âu đến xâm chiếm lục địa của họ từ sau thế kỷ 17. Theo tác giả, sau khi Cộng sản Việt Nam thống nhất đất nước bằng vũ lực hồi tháng 7 năm 1975, vùng Tây Nguyên mặc nhiên bị sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam và trở thành một bộ phận của quốc gia. Đồng thời, người dân Tây Nguyên mặc nhiên bị đặt dưới sự cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam một cách miễn cưỡng, họ người thượng tây nguyên có muốn như vậy không tất nhiên là không tác giả nhắc đến việc người thượng đã tích cực tham gia vào lực lượng cộng sản bắc việt chiến đấu chống lại việt nam cộng hòa trong chiến tranh việt nam theo tác giả không phải vì họ ủng hộ và đi theo chế độ cộng sản mà bởi vì họ được giới lãnh đạo cộng sản hứa hẹn sau khi tiêu diệt được việt nam cộng hòa nhà nước cộng sản sẽ để cho vùng tây nguyên trở thành khu vực tự trị tuy nhiên nhà nước cộng sản đã không bao giờ thực hiện lời hứa đó sau khi thống nhất được đất nước cộng sản nhanh chóng áp đặt quyền cai trị độc đoán lên các dân tộc thiểu số này bất chấp sự khác biệt sâu sắc về chủng tộc ngôn ngữ văn hóa tôn giáo luật lệ và lối sống và mọi sự bất bình phản kháng của người thượng đều bị cộng sản dập tắt bằng bạo lực Tác giả nhận xét, sau nhiều thập niên nhiệt tình hăng hái giúp sức cho đối tác Cộng sản Bắc Việt tiêu diệt Việt Nam Cộng hòa, cuối cùng người thường bị đối tác trở mặt, xâm lược luôn lãnh thổ của mình, biến dân tộc họ thành nô lệ, hình ảnh sinh hoạt văn hóa của người Tây Nguyên. Trong suốt nhiều thập niên sau khi chiến tranh kết thúc, nhà nước cộng sản không ngừng thực hiện âm mưu đồng hóa người thượng tây nguyên xóa bỏ bản sắc dân tộc của họ đáng kể nhất là họ liên tục đưa người kinh tới định cư ở vùng tây nguyên chiếm đoạt một cách thô bạo và có hệ thống đất đai canh tác của người thượng bằng luật đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý nói một cách thực tế nghĩa là toàn bộ đất đai vùng tây nguyên đều thuộc sở hữu của đảng cộng sản việt nam theo tác giả, người thượng tây nguyên bàng hoàng, phẫn nộ và bất mãn. Nhiều lần họ đứng lên phản đối, tranh đấu, ôn hòa bằng lý lẽ, quyết bảo vệ đất đai canh tác quý giá mà ông cha để lại. Nhưng chỉ dẫn đến một kết cục, nhà nước cộng sản cho công an hoặc cảnh sát cơ động đàn áp họ bằng bạo lực. Người thượng đã thực sự rơi vào tình thế rất tuyệt vọng họ không những không bảo vệ được đất đai mà còn bị đánh đập, bắt bớ, tra tấn, bỏ tù, sát hại một cách tàn bạo như nô lệ da đen ở nước Mỹ thời xưa. Ngay cả niềm tin tôn giáo của họ cũng liên tục bị nhà nước Cộng sản cấm đoán và xóa bỏ một cách quyết liệt. Trong bối cảnh bất lực và cùng quẩn ấy, một số người thượng đã chọn cách bỏ chạy sang các quốc gia khác xin tị nạn. Ước mơ tự trị của người Tây Nguyên như ngọn lửa chưa bao giờ lụi tắt nhưng bàn tay sắc máu tàn bạo của nhà nước Cộng sản đã bóp lấy ngọn lửa ấy và cứ siết chặt dần. Cho đến hôm nay, ước mơ ấy chỉ còn là một bệnh nhân thôi thớp, những hơi thở sâu cùng, trước khi sự sống hoàn toàn tắt liệm. Do đó, người Tây Nguyên chỉ còn sự sợ hãi và căm thù. Tác giả phân tích với vụ đột kích vào hai trụ sở của nhà nước Cộng sản ở Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6, giết nhiều công an và cán bộ cộng sản đang tụ tập ăn nhậu và xem bóng đá, người thượng đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ và dứt khoát, đó là muốn lấy lại vùng đất Tây Nguyên để thành lập quốc gia riêng biệt của mình. Ngọn lửa Tây Nguyên có thể chỉ lóe sáng một lần rồi vụt tắt trước bàn tay tàn bạo ngày càng bóp chặt hơn nữa của nước nhà nước cộng sản. Nhưng trong trái tim của người thượng Tây Nguyên, trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn họ, ngọn lửa ấy không thể nào bị dập tắt được cũng như niềm tin, niềm hy vọng rằng một ngày kia họ sẽ biến điều ước thiêng liêng duy nhất của dân tộc mình thành sự thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Ngọn lửa Tây Nguyên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê